Để đảm bảo lợi nhuận cho người trồng lúa, trong bối cảnh nhiều mặt hàng chi phí vật tư, phân bón trong vụ đông xuân tăng cao, chương trình đổi lúa lấy phân bón là một trong những giải pháp đồng hành cùng nhà nông. Công ty Ba Lá Xanh đang triển khai chương trình đổi lúa lấy phân bón thần nông. Chương trình được áp dụng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, công ty sẽ áp dụng giá quy đổi cho nông dân cao hơn 1.000 đồng một ký so với giá thị trường tại thời điểm. Phân bón quy đổi là dòng sản phẩm thần nông ba thời kỳ đang được thị trường đón nhận. Đây là giải pháp nhằm mang đến lợi ích kép cho bà con nông dân, sản phẩm đầu ra của nông dân không bị thương lái ép giá, chi phí đầu vào, cụ thể là phân bón, cũng được kéo giảm bằng việc áp dụng các chương trình giảm giá sâu cho nông dân. Người kinh doanh phân bón phải có cái tâm trong sản phẩm của mình, phải có đạo đức. Phương châm Ba Lá Xanh là không phải đi lợi nhuận, mà mục đích Ba Lá Xanh là phục vụ cho bà con. Làm sao tăng thu nhập cho bà con lên, ổn định được giá. Theo công ty phân bón Ba Lá Xanh, thị trường Việt Nam đang có hàng trăm ngàn sản phẩm phân bón với bình quân 4.000 công thức. Nhiều chuyên gia cho rằng con số này là không cần thiết. Trong khi đó, nền nông nghiệp Mỹ chỉ cần 3 công thức cho 3 thời kỳ, tăng trưởng, ra hoa, đậu trái. Giải quyết bài toán này từ hai công trình nghiên cứu về giải độc đất và phân NPK humic hữu cơ của công ty phân bón Ba Lá Xanh khi được chứng nhận bởi trường đại học Apollos Hoa Kỳ. Tiến sĩ Lê Quang Huấn, chủ tịch công ty, tiếp tục cho ra mắt dòng sản phẩm thần nông ba thời kỳ được bà con nông dân đánh giá cao. Phải minh bạch rõ ràng cho bà con nông dân. Tại vì bà con nông dân 4-5 ngàn sản phẩm công thức, trong khi Mỹ có 3 công thức. Bây giờ bà con đưa ra bà con 5-10 công thức, 100 công thức thì như vậy không được. Theo ước tính, với phân bón thần nông, mỗi hecta sẽ tiết kiệm được 5 triệu đồng. Bình quân khoảng 2 triệu hecta sản xuất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhân cho 3 vụ mỗi năm, giải pháp tiết kiệm được gần 30.000 tỷ đồng cho nhà nông.